quý vị theo dõi phần tin trong nước của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, chiều hôm qua 29 tháng 12, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhất trí ký kết thỏa thuận bản nguyên tắc về hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ. Hai bên đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực các ngành trong lĩnh vực dầu khí nói riêng và cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Theo đó, thúc đẩy sự phát triển và nâng cao mối quan hệ hợp tác và phục vụ sản xuất giữa các cơ sở đào tạo, viện, trung tâm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí. Theo bản ký kết, các chuyên gia từ các cơ sở đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các chuyên gia ngành dầu khí xây dựng cùng thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ theo đề xuất, đơn đặt hàng và kinh phí chi trả của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong tương lai, hai bên sẽ cùng hợp tác xây dựng Viện Nghiên cứu Dầu khí Việt Nam trong khuôn viên của Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với không khí phấn khởi chung của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, năm 2007, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba địa phương thu hút FDI cao nhất và cũng là nơi có nhiều dự án nhất được cấp giấy phép theo cơ chế phân cấp mới. Tính đến nay, có 60 địa phương trong cả nước đã thực hiện việc cấp giấy phép đầu tư cho các dự án FDI theo các điều kiện phân cấp tại địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhất dự án được cấp giấy phép theo cơ chế phân cấp. Năm 2007, Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 460 giấy phép đầu tư với tổng vốn đầu tư ước gần 2,6 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, cùng với Hà Nội và Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong ba tỉnh thành có lượng vốn FDI cao nhất nước. Từ đầu năm đến nay, dự án vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng vốn đăng ký gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, vốn bình quân mỗi dự án đạt 4,96 triệu đô la Mỹ. Sau cùng kỳ, số dự án được cấp phép tăng 62,5%, tương đương 177 dự án. Vốn đầu tư tăng 40,1%, tương đương với 653 triệu đô la Mỹ. Số dự án điều chỉnh vốn là 197, với tổng vốn được điều chỉnh tăng thêm 310 triệu đô la Mỹ. Năm 2007 cũng là năm thành phố vượt qua tỉnh Bình Dương trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài, chứng tỏ môi trường đầu tư của thành phố ngày càng được cải thiện, với các thủ tục hành chính ngày càng trở nên thông thoáng hơn trước. Đây cũng là điểm sáng nổi bật trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung, vì thành phố thường đóng góp 1/3 trong tăng trưởng kinh tế của cả nước. Công ty 508 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 Bộ Giao thông Vận tải. Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm gần 30 năm xây dựng những công trình giao thông trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Năm 2007, sản lượng của công ty đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó các công trình tại khu vực phía Nam chiếm trên 150 tỷ đồng. Với bề dày kinh nghiệm, công ty 508 đã khẳng định được uy tín thương hiệu và trở thành một nhà kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, giám sát, thiết kế công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp, đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức BOT trong và ngoài nước, khai thác sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải. Công ty đang triển khai xây lắp cầu Công Lý, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Cạn, cầu Cây Gáo thuộc tuyến đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, cầu Đa Phước ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thái Bình có tuyến tránh S1, khu vực Tây Nguyên có dự án thoát nước Đà Lạt và cầu Đồng Nai. Ngoài ra, công ty cũng đang triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh một số dự án về hạ tầng kỹ thuật bất động sản BOT tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Luôn nghiên cứu và phát triển công nghệ mới hiện đã trở thành vấn đề sống còn của ngành công nghiệp điện tử. Tập đoàn Sony Nhật Bản hiện đang đi trước với việc cho ra đời các thế hệ thiết bị nghe nhìn và giải trí có công nghệ mới. Dù chỉ mới được giới thiệu ở thị trường Nhật Bản, thế nhưng theo dự đoán thì không bao lâu nữa, những công nghệ này sẽ được phổ biến trên toàn thế giới qua các hệ thống công ty của Sony. Theo bản báo cáo từ công ty nghiên cứu Display Search của Mỹ công bố vào ngày 20 tháng 10 năm 2007, công ty Sony hiện đứng vị trí thứ hai toàn cầu về mặt hàng TV LCD, chiếm 15,1% thị phần toàn cầu tính theo doanh thu và tăng 1,9 điểm so với cuộc khảo sát trước đây. Người tiêu dùng Việt Nam thường biết đến Sony qua sản phẩm TV Bravia, thì nay Sony đã phát triển loại TV này đến dòng X với thiết kế đặc biệt thủy tinh trong suốt bao quanh. Sony cũng cung cấp bộ phận thân ngoài của TV với nhiều loại màu sắc, nghiên cứu và giới thiệu loại TV OLED với độ mỏng chỉ 3mm nhưng có chất lượng hình ảnh rất cao do công nghệ độc quyền làm màn hình hữu cơ, với tỷ lệ tương phản cực cao, độ sáng tuyệt đối, thời gian đáp ứng nhanh, tái tạo màu sắc phong phú. Ngoài ra, các mặt hàng điện tử tiêu dùng khác của Sony cũng đang được thị trường điện tử thế giới ưa chuộng.
Chỉ tính riêng ở Nhật, doanh số thị trường đầu DVD thế hệ mới bùng nổ từ 1,8% trong toàn bộ thị trường đầu đĩa vào tháng 9 năm 2007, đã lên đến 21,1% trong tháng 11 năm 2007. Trong thị trường đầu đĩa thế hệ mới thì Blu-ray của Sony chiếm hơn 97% thị phần so với 2% của đầu DVD HD. Theo thăm dò thị trường thì thị phần của Sony trong thị trường đầu đĩa thế hệ mới là 58,7%. Máy ghi DVD của Sony được ưa chuộng rộng rãi trong thị trường Blu-ray đang phát triển mạnh ở Nhật. Về sản phẩm máy quay phim xách tay thì Sony vẫn giữ vị thế mạnh chiếm gần 40% thị phần ở Nhật và đang chuyển dần qua phương tiện truyền thông HD và vô tuyến. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng NGH đã tiến hành ký kết đối tác chiến lược với công ty cổ phần chứng khoán Gia Quyền EPS. Được thành lập vào ngày 5 tháng 7 năm 2007 với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, chiếm 22% vốn điều lệ. Công ty cổ phần chứng khoán Gia Quyền hiện đang hoàn tất thủ tục để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ lên 300 tỷ đồng. EPS có ưu thế trong mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua mạng Internet trên nền tảng công nghệ cao và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Như vậy, sau Tập đoàn Trung Nguyên và Công ty Internet Service Nhật Bản, Công ty cổ phần chứng khoán Gia Quyền là đối tác thứ ba tham gia đầu tư và hợp tác chiến lược cùng với NHG, trong đó EPS đã nâng mức đầu tư lên 5% cổ phiếu NHG. Cũng trong dịp này, công ty Nguyễn Hoàng đã chính thức giới thiệu website monava.vn với người tiêu dùng Việt Nam. Monava được xây dựng bởi một nhóm bạn trẻ Việt Nam được sự đầu tư bước đầu của NHG với 500.000 đô la Mỹ nhằm mục đích tạo ra một công cụ mới so sánh với Google, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm khai thác thông tin của người Việt Nam cùng với việc phát triển một số tiện ích khác trên mạng Internet. Tuy chỉ mới xuất hiện khoảng 5 tháng, nhưng Monava đã đáp ứng tới hơn 220.000 lượt truy cập mỗi ngày. Thưa quý vị, trong thị trường phức tạp của thẻ điện thoại Internet lậu thì sức ép thực tế mà các doanh nghiệp viễn thông phải đối mặt đó là các thẻ điện thoại Internet chính thức phải có giá cước rẻ hơn và chất lượng cuộc gọi phải cao hơn thẻ lậu. Trước sức ép này, công ty Incomnet đã mạnh dạn đầu tư và đưa ra thị trường sản phẩm thẻ gọi Internet với tên gọi Voice for US với mức cước là 310 đồng một phút. Loại thẻ Voice for US mà công ty Incomnet vừa đưa ra thị trường có mức cước được xem là có thể cạnh tranh với thẻ lậu hiện nay, chỉ có giá 310 đồng một phút bao gồm VAT. Chất lượng cuộc gọi từ các thẻ này cũng được cải tiến và có chất lượng hơn hẳn các loại thẻ điện thoại Internet lậu trên thị trường hiện nay. Các loại thẻ Voice for US có mệnh giá từ 60.000 đến 300.000 đồng. Từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2008, công ty sẽ thực hiện chương trình tặng 35% giá trị thẻ nạp hoặc thẻ kích hoạt, cũng như có những chính sách hỗ trợ cho cửa hàng và đại lý. Theo kết quả điều tra của một công ty viễn thông thực hiện cho thấy, thẻ lậu hiện chiếm đến 80% thị phần thẻ điện thoại Internet. Do đó, việc một doanh nghiệp như Incomnet đưa ra thị trường dòng thẻ điện thoại Internet chính thức được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để đánh bật thẻ lậu ra khỏi thị trường. Thị trường sữa bột chưa bao giờ phong phú và đa dạng như hiện nay với hơn 300 sản phẩm sữa. Tuy nhiên, có không ít loại sữa không nhãn mác hoặc có nhãn nhưng không rõ ràng. Trong một thị trường như vậy, đặc biệt là sữa dành cho trẻ em, thì người tiêu dùng không khỏi băn khoăn để chọn lựa được một sản phẩm sữa phù hợp, tốt cho sức khỏe của con em mình. Làm thế nào để có thể chọn mua một loại sữa tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận từ những cuộc khảo sát gần đây về tâm lý mua sắm của người tiêu dùng do công ty nghiên cứu thị trường CBI thực hiện cho thấy, người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc chọn mua sữa. Hầu hết các bà mẹ khi chọn mua sữa cho trẻ thường quan tâm đến 3 tiêu chí: an toàn cho sức khỏe, hiệu quả sản phẩm đã được kiểm chứng bằng những bằng chứng khoa học đáng tin cậy và giá cả phải tương xứng với giá trị mà sản phẩm đem lại cho sức khỏe. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm sữa bột cao cấp phù hợp cho từng độ tuổi và những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần và đủ mà người tiêu dùng quan tâm hiện nay. Hiện, Viện Bào chế Abbott có hơn 7.000 nhà khoa học làm công tác nghiên cứu và phát triển, và các sản phẩm Abbott đạt tiêu chuẩn nghiên cứu chứng cứ cấp độ 1, có từ các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Lựa chọn được một sản phẩm sữa tốt cho sức khỏe của cả gia đình và đặc biệt cho sự phát triển của trẻ quả là không dễ dàng chút nào. Có thể nói, 3 tiêu chí về an toàn, hiệu quả được khoa học chứng minh và giá cả tương xứng chất lượng là những tiêu chí cơ bản và quan trọng nhất sẽ phần nào giúp chúng ta chọn lựa được một sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, khi chọn mua sữa, chúng ta nên chọn những nhãn hiệu có uy tín, đủ chất lượng và được bảo quản tốt.
Trong những ngày cuối năm 2007, trong không khí rộn ràng nô nức của mọi người đón mừng năm mới, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức rất nhiều chương trình mang tính cộng đồng xã hội. Chương trình ca nhạc cho một ngày mai do công ty tổ chức tối hôm qua tại công viên Phú Lâm. Ngoài mục đích mang đến cho bà con và các thanh niên công nhân một đêm ca nhạc vui tươi sôi động, Viettel còn trao tặng một SIM số đẹp 01688998888 để đấu giá từ thiện ngay tại đêm diễn, và 200 bộ quà mạng trả trước cũng được bán ngay tại đêm diễn. Toàn bộ số tiền thu được là 33.800.000 đồng sẽ chuyển đến cho quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh để chăm lo cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người dân miền Trung bị bão lụt, mang đến cho họ một cái Tết ấm áp hơn, đầm ấm hơn. Trước đó, chương trình cho một ngày mai tại khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi thu được 23.800.000 đồng và tại khu chế xuất Tân Thuận thu được 31.800.000 đồng. Chương trình gây quỹ chung một tấm lòng của HTV cũng đã bán được SIM số đẹp trị giá 500 triệu đồng để ủng hộ cho quỹ vì người nghèo thành phố. Trong thời gian qua, với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, mạng di động Viettel đã nỗ lực đưa ra nhiều dịch vụ sản phẩm mới thu hút khách hàng, dẫn đầu thị trường di động Việt Nam với số lượng thuê bao nhiều nhất. Và để đáp ứng nhu cầu thị trường, Viettel đã tung ra một đầu số mới 0168 gồm 11 chữ số. Đầu số này có cách sử dụng và giá cước hoàn toàn tương tự như các đầu số khác của Viettel. Dịp này, Viettel cũng giới thiệu gói cước mới Tomato dành cho mọi người và gói cước Xiao dành riêng cho giới trẻ. Quỳnh Trâm, Phú Lộc xin chào quý vị. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong chương trình Thời tiết và Cuộc sống hôm nay. Thưa quý vị, trong những ngày này thì trên khắp các nẻo đường ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được trang hoàng rất là lộng lẫy và rực rỡ với rất nhiều những ánh đèn, nhất là vào ban đêm. Và đương nhiên với một lý do mà tất cả mọi người chúng ta đều biết, đó là chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của năm 2007 để chuẩn bị chào đón năm mới, năm 2008. Và trong những ngày này thì thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là lý tưởng, khá là đẹp. Trời thì không lạnh lắm nhưng mà cũng là không nóng lắm, se se nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Tuy nhiên chúng ta cũng hy vọng rằng thời tiết khá là lý tưởng như thế này sẽ kéo dài thêm nhiều ngày nữa để chúng ta bước sang những ngày đầu tiên của năm 2008 với một thời tiết khá là thuận lợi. Và không chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh mà hầu như các tỉnh thành trong cả nước của chúng ta, vào thời điểm này tiết trời rất là đẹp. Và đây cũng là thời điểm thuận lợi để cho chúng ta có thể hoàn tất những công việc của năm cũ và góp phần chuẩn bị để đón chào một năm mới an khang thịnh vượng cũng như với những điều tốt đẹp trong năm 2008 sắp đến. Tuy nhiên là khi một năm cũ đã trôi qua thì tuy rằng là chúng ta đã gặt hái được rất nhiều những thành tựu, những kết quả trong công tác, trong học tập, trong cuộc sống gia đình. Và khi một năm mới lại đến thì chúng ta còn phải có những điều lo lắng, bởi vì một năm mới thì bao giờ cũng có nhiều điều mới đang mở ra trước mắt. Mà làm sao chúng ta phải giữ gìn được những gì mà chúng ta đã đạt được trong năm cũ mà phấn đấu phải đạt được những điều tốt hơn nữa trong một năm mới. Và thưa quý vị, trong không khí chào đón năm mới năm 2008 thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng như toàn thể người dân thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Và nhắc đến điều này thì chúng ta thử nêu ra một số biện pháp để chúng ta có thể góp phần thực hiện được nếp sống văn minh đô thị. Và có thể nói là điều đầu tiên đó là việc thực hiện tốt luật lệ giao thông. Bởi vì khi thực hiện tốt điều này, chúng ta có thể giảm thiểu bớt tình trạng ùn tắc giao thông cũng như tai nạn giao thông xảy ra trên đường phố. Và như vậy thì việc chúng ta thể hiện nếp sống văn minh đô thị được thể hiện qua những điều rất gần gũi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Như Quỳnh Trâm quan sát thì thấy được rằng nếu như chúng ta thể hiện nếp sống văn minh đô thị, có nghĩa là chúng ta thể hiện qua những điều rất là cụ thể trong cuộc sống, như là làm sao chúng ta giữ gìn được vệ sinh môi trường nơi khu phố chúng ta đang sinh sống chẳng hạn, hay là chúng ta giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không xả rác bừa bãi nơi công cộng, đó chính là chúng ta góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Có thể nói tiếp tục năm thực hiện cải cách hành chính thì bên cạnh việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, cụ thể hơn đó là trong giao tiếp giữa công chức với công chức, giữa công chức với người dân để góp phần tạo nên một mối quan hệ thân thiện và hòa nhã nơi công sở. Và có lẽ còn rất nhiều những điều nữa mà chúng ta cần phải thực hiện để có thể xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Tuy nhiên nói thì có vẻ là khá là dễ, nhưng mà thực hiện thì quả là cần phải có một sự vận động tuyên truyền sâu rộng việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến mọi tầng lớp nhân dân.
Quả thật, các biện pháp vận động tuyên truyền là rất cần thiết, nhưng bên cạnh đó cũng đi kèm với các biện pháp chế tài và xử lý hành chính. Cụ thể, trong thời gian thực hiện việc đội mũ bảo hiểm, bên cạnh những việc vận động tuyên truyền, thì cũng có những biện pháp xử lý hành chính và chế tài đối với những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Và từ đây chúng ta đã góp phần tạo nên một nếp văn hóa đội mũ bảo hiểm rất đẹp tại thành phố của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng có thể nói rằng để xây dựng nếp sống văn minh đô thị thì cần phải có những giải pháp thật là cụ thể. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì để thực hiện nếp sống văn minh đô thị và để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố văn minh hiện đại và năng động, có lẽ trong thời gian sắp tới thì chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục pháp luật đến với mỗi một người dân, hay là chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa việc giáo dục pháp luật trong nhà trường, rồi thì chúng ta phải xây dựng những sản phẩm văn hóa và đặc biệt là sự góp phần rất quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí để góp phần giáo dục vận động tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến mỗi một người dân. Được biết rằng thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có rất nhiều phong trào thi đua cũng như vận động nêu gương về người tốt việc tốt, và sắp tới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có những biện pháp cụ thể về việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào đầu năm 2008. Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị không chỉ là trong một năm, mà đó phải là một quá trình kéo dài và phải có một sự kiên trì. Và điều quan trọng nhất đó là phải có một sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp lãnh đạo và mọi tầng lớp nhân dân để chúng ta có thể thực hiện tốt những điều mà thể hiện nếp sống văn minh đô thị. Và nếu như chúng ta coi năm 2008 là một năm khởi đầu trong việc thực hiện cuộc thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thì chúng ta hy vọng rằng năm 2008 là năm mà lãnh đạo cùng toàn thể người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặt hái được những kết quả, những tín hiệu thật là đáng mừng trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời tiết và Cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng muốn quý vị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe trong thời điểm này để chúng ta có thể sẵn sàng chào đón những ngày đầu tiên của năm 2008. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, hiện nay thì khối không khí lạnh trên khu vực lục địa Trung Quốc tiếp tục tăng cường và tràn xuống phía nam đất nước chúng ta. Trên bản đồ dự báo xu thế thời tiết trong đêm nay và ngày mai, chúng ta có thể thấy được mật độ các đường đặn áp là khá dày xích, cho thấy cường độ của khối không khí lạnh này là khá mạnh. Trong đêm nay và ngày mai thì khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Do đây là một